Cuồng đao nhìn về phía kẻ đang ngăn chặn mình, lão ta tức giận gào thét, "Tên khốn Minh Vương." Nói xong hắn ta dùng lực đẩy lùi Minh Vương ra phía sau, nhưng dù sao đã mang danh Minh Vương, ông ta cũng không phải dạng vừa mà đưa lưỡi kiếm của mình đi đến ép buộc Cuồng đao môn chủ phải né tránh. Đôi bàn chân của ông ta trượt dài trên mặt đất, sau đó thay đổi một tư thế bằng một đòn chém ngang thẳng về phía Minh Vương. Nhìn thấy được tư thế tấn công này của ông ta, Minh Vương hoàn toàn bất ngờ, hắn có thể vung đao trong tư thế đó ư? Nói xong cả hai tách ra để có thể giữ khoảng cách điều chỉnh lại trạng thái cuồng đau môn chủ miệng cười không hổ danh là hộ pháp của ma giáo chỉ vừa mới giao đấu với hắn được vài chiêu thì ta đã thấy hơi áp lực rồi nhưng lúc này hắn ta nhìn về phía lãnh triều cùng với cơn thái giám đang bỏ chạy tức giận khốn khiếp ta phải đuổi theo bọn chúng kia mà lý uất ở phía xa chỉ tay bắt môn mở ra rồi các người đừng hòng chạy trốn vừa mới nói xong nội khí của hắn lập tức điều khiển những thành vũ khí của những tên thuộc hạ sau lưng hắn có vẻ như rất quyết tâm không để cho hai người kia bỏ trốn như vậy những người khác thấy được những lưỡi đau bay lượn trên không trung luôn sợ hãi không thể nào đó là dùng khí ngự vật hay sao lưỡi đau càng lúc càng tiếp cận về phía tên công công không còn cách nào khác thắng chỉ có thể bước theo chân của lãnh triều rời khỏi cánh cửa không bận tâm đến phía sau nhưng mà khi này bên phía lý uất gương mặt của ông ta lại nhăn lại với nhau tại sao đao khí của ta lại bị người khác khống chế rồi lúc này ở bên trong đám người có một kẻ nhanh chóng lột chiếc mặt nạ ra người của mình ra cùng với đó là cởi bỏ luôn chiếc áo choàng đang bao phủ cơ thể với lưỡi kiếm được vắt ngang lưng mái tóc của cậu được xỏ dài bay lượn trong không khí cùng với đó là cánh tay đang đưa thẳng về phía trước để ngăn cản lý uất ánh mắt của cậu tràn đầy sắc bén lý mộc ở bên cạnh thầm nghĩ dùng khí ngự đao được liên kết bởi chân khí mà lại bị cướp mất quyền khống chế chuyện như thế cũng có khả năng người cát mậu tìm cắn chặt vào hàm răng của mình đây là cảnh giới sinh tử cảnh trong truyền thuyết thiên phàm lúc này phe phẩy đôi tay của mình nhận lại đao của người đi những lưỡi đao của hắn ta bị cậu khống chế quay ngược đâm thẳng về phía lý uất nhận biết được chiêu thức quen thuộc ông ta biết rằng đây cũng chính là thứ mà mình đã sử dụng không còn cách nào khác cánh tay của ông nhanh chóng chạm vào lưỡi kiếm sử dụng những đường kiếm thứ tuyệt mỹ để ngăn cản chúng từng mảnh kiếm nhanh chóng vụn vỡ rơi xuống mặt đất nhưng điều này cũng làm lỡ cơ hội để cho hai người kia trốn thoát rồi lý út cảm nhận được điều này nỗi lòng đầy tức giận chết tiệt đại thế của bọn ta quả nhiên hắn sẽ không đứng yên mà nhìn giáo chủ ma giáo thiên phàm thanh hư chân nhân nhìn về chỉ cậu ấy suy ngẫm ta gặp hắn cách đây không lâu dung mạo của hắn vẫn thế nhưng khí tức lại hoàn toàn khác đi nguyên thủy thiên tôn không ngờ chỉ trong thời gian ngắn mà hắn đã có thể tăng trưởng tới vậy nghĩ lại thì khi còn là tiểu giáo chủ hắn cũng đã rất mạnh bây giờ không thể mà hắn toát ra không khác gì một vị quân chủ cả cát mậu tiềm nhìn về phía cậu ấy với gương mặt đầy tức giận nhớ về lời báo cáo của thuộc hạ ở đó có phân là chủ phân là bắc hà nam dương đoàn và một thanh niên thanh tuấn có vẻ như hắn đến từ thập vạn đại sơn trong dương đoàn cung kính với hắn như vậy chắc hẳn hẳn là người có địa vị không hề thấp không sai chắc chắn là hắn ta rồi hắn chính là giáo chủ ma giáo kể để tiêu diệt các tiểu điệp hoàng hà tam quỷ của ta và thủy toán long hồ trại ta muốn lao tới sẽ nát hắn ngay lập tức nhưng để tiêu diệt được hắn toàn bộ những người ở đây phải hợp lực thì mới có khả năng nhưng mà có vẻ như không chỉ có mỗi mình ta có ý định đó đâu nam cung kính nhìn về phía những quả bom suy nghĩ số lượng này nhiều gấp 3 lần chấn thiên lôi có ở hoàng cung chúng cài cắm một lượng lớn như thế sau hắn thật sự muốn tiêu diệt toàn bộ nhân sĩ võ lâm đang có mặt tại đây cực đao lục võ môn là những kẻ nguy hiểm nhưng không phải là những người có thể lợi dụng được đến cả minh chủ cũng không thể một đổi một với giáo chủ ma giáo vẻ mặt của minh chủ là tối sầm đi rồi phía trước là kẻ địch phía sau cũng là kẻ địch bọn ta phải chọn ai để tấn công trước đây nhưng đột nhiên khi này một giọng nói truyền âm vang lên nam cung gia chủ không ta nên gọi là thiên chủ thương thiên hội mới đúng nghe được điều này ánh mắt của ông ta ngỡ ngàng cái gì trong võ lâm minh số người biết được danh tính của ta rất ít không lẽ bốn hội có nội gián đường tất thuấn nhìn thấy được ánh mắt của nam cung kính liền hỏi thăm thiên chủ có gì muốn nói với ta sau nam cung kính lắc đầu nhưng trong lòng thầm suy ngẫm có vẻ như hắn không gửi truyền âm cho ám chủ vậy thì lý uất lúc này tiếp tục vậy ta xin phép được vào thẳng vấn đề nha hẳn ngày cũng biết sự tồn tại của giáo chủ ma giáo không có lợi cho chính phái cũng không có lợi cho bổn môn hắn là một con quái vật vượt qua sức tưởng tượng của con người nhưng bây giờ một mình hắn đang đứng ở bên kia rốt cuộc là ngài muốn làm gì chứ bây giờ chính là cơ hội duy nhất của chúng ta để tiêu diệt cao thủ xin tử cảm dù cho hắn ta có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể chống chọi với hàng chục thanh kiếm của các cao thủ huyền hóa cảnh được hơn nữa ta biết ngài còn có con bài đang ẩn giấu theo tính toán của ta để bắt được hắn cần phải tiêu tốn tám thành sức mạnh của chúng ta nhưng dù tiêu tốn tán thành thì đó vẫn là một vụ mùa rất lớn nam cung kính cũng có những suy ngẫm trong lòng hắn biết kể chuyện cực võ chi thể luôn sau xem ra bổn hội đang có nội gián rồi nhưng cũng may là hắn chưa biết gì về hội chủ lý uất kết thúc truyền âm bằng một câu nói chúng ta sẽ tiên phong không biết ngài có đồng ý hay không nam cung kính nhìn về phía thiên phàm tên giáo chủ ma giáo kia xem ra cũng ghê gớm đến mức cực đau lục võ môn phải đưa ra đề xuất lập đồng minh như thế này. Hắn ta nói đúng ta không có quyền để lựa chọn, nếu bây giờ không loại bỏ tên giáo chủ kia thì bọn ta vĩnh viễn không thể làm gì được hắn. Và khi biết được tà phái cũng tham gia vào việc này, Nam Cung Kính biết rằng thời cơ đã đến cho nên phải chấp nhận yêu cầu giao ước. Và việc của hắn ta chính là thuyết phục Lý Mộc tham gia vào liên minh của bọn chúng. Cát mậu tiềm ở bên cạnh gào thét, nghe đây bọn ta đã xác định được ai là kẻ địch, chính là tên giáo chủ ma giáo thiên phàm người đã thủy tán long hổ trại của bổn minh hôm nay bọn ta sẽ lấy mạng của hãng để an ủi linh hồn của những người đã khuất tiến lên cực đạo lục võ môn cũng lên tiếng hời các hậu duệ của cực đao thần chúng ta phải xử phạt tên giáo chủ mai giáo đó vì đại kế của chúng ta tuyệt đối không được sợ hãi tiếng gào thép bắt đầu vang vọng khắp nơi khi này nam cung kính đi đến bên cạnh của lý mộc minh chủ đây chính là cơ hội của chúng ta trước mắt chúng ta phải hợp lực với bọn họ nghe được điều này ánh mắt của lý mộc sầm lại chín biểu hiện này của anh đã làm cho nam cung kính cảm thấy bất an nhưng lý mộc lại không nói bất cứ lời nào mà rời khỏi vị trí mình đang đứng xuất hiện bên cạnh đôi chân của thiên phàm với một ánh mắt đầy kiên định nhìn về cậu nam cung kính thấy được như thế liền bất ngờ ngài ấy đang làm gì thế không lẽ ngài ấy định một mình đối đầu với hắn chưa kịp nói xong thì đến ngay cả thanh hư chân nhân cũng đi theo minh chủ của mình cùng với đó là những người của võ lâm minh cùng xuất hiện ngay phía sau lý út dù cho không nhìn thấy nhưng với nội khí của ông vẫn cảm nhận được có chuyện gì đó không ổn sắp diễn ra khi này những thành viên của võ lâm minh cũng bắt đầu hành động bao vây đám người của nam cung kính lại thiên phàm đi đến bên cạnh của lý mộc gật đầu nhìn thấy được tình cảnh như hiện tại nam cung kính không dám tin vào mắt mình chuyện gì vậy sao ngài ấy lại giao tiếp bằng ánh mắt với hắn không thể nào nhịn được sự tò mò hắn ta kêu gọi minh chủ nhà đang làm cái quái gì vậy không lẽ ngài muốn liên thủ với ma giáo lý mộc nhìn về phía hắn ta gào thét nam cung gia chủ tại sao ngươi lại muốn liên thủ với lũ nghịch đồ như vậy giọng nói này của ông lập tức khiến cho hắn ta đứng hình ngay tại chỗ rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra